Chào các bạn. Bài học hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về tên gọi của các bộ phận trong máy đàn piano. Đây là một bài học quan trọng, các bạn cần ghi nhớ tên gọi của các bộ phận trong máy đàn vì sau này chúng ta còn phải tương tác nhiều với chúng. Về tên gọi của các bộ phận trong máy đàn, tôi khuyến cáo các bạn phải cố gắng ghi nhớ và sử dụng nguyên ngữ tiếng Anh. Vì thứ nhất, nhiều từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt rất dài và tối nghĩa. Thứ hai, điều này rất ích lợi cho các bạn nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu và tham khảo nguồn tài liệu quốc tế vô cùng phong phú. Sau đây xin giới thiệu với các bạn về tên gọi của các bộ phận chính trong máy và sơ lược về công năng của một số bộ phận chính. Đây là mô hình của máy đàn upright piano, còn gọi là piano action. Trước hết tôi muốn các bạn quan sát để thấy máy chuyển động từ khi nhấn phím tới khi đầu búa đập vào dây. Bộ phận đầu tiên mà tôi muốn nói đến là key, phím đàn, là nơi mà ngón tay người chơi tiếp xúc vào. Lực của ngón tay người chơi nhấn xuống phím sẽ được chuyển tới weapon thông qua capstan screw, cũng có khi là capstan button trên một số loại đàn khác. Lực này tiếp tục được dắt thúc vào hammer bắt. Nhờ vậy, hammer lao vào string dây đàn. String rung lên, rung động này được truyền ra sau bót và tạo ra âm thanh mà tai người nghe được. Bây giờ các bạn hãy ghi chép lại tên gọi của các bộ phận mà tôi vừa giải thích ở trên. Ghi nhớ chúng. Sau đó tôi muốn các bạn xem lại một lần nữa hoạt động của máy và để ý xem chúng phối hợp với nhau như thế nào. Các bạn xem lại nhé. Trở lại weapon, tôi muốn các bạn tập trung vào weapon, tên gọi nó đây, weapon, các bạn tập trung vào đây. Khi weapon nhận chuyển động từ phím đàn và nâng lên, thì một mặt rắc thúc vào hammer bắt. Nhờ đó hammer lao vào dây. Mặt khác thì spoon đây. Đẩy damper lever, đây là damper lever. Để damper hết, nhả ra khỏi dây. Tôi muốn các bạn ghi chép lại tên gọi của các bộ phận trên, ghi nhớ chúng. Sau đó quan sát lại một lần nữa chuyển động của máy. Tôi nói lại một lần nữa nhé. Khi weapon nhận chuyển động từ phím đàn và nâng lên thì một mặt rắc đây thúc vào hammer bắt. Nhờ đó hammer lao vào dây. Mặt khác thì spool đẩy damper lever để hạ damper hết nhả ra khỏi dây. Bây giờ tôi sẽ mở lại hoạt động của máy và các bạn tập trung vào phía sau của weapon, nơi spool đẩy damper lever và mở damper hết ra khỏi dây. Nếu các bạn chưa quên bài 2 thì đây là những thành phần chính của hệ thống chặn âm, một trong ba hệ thống mà chúng ta cần can thiệp trong căn chỉnh quy chuẩn. Các bạn xem lại lần nữa nhé. Chú ý vào phần sau của weapon, tức là phần spool đẩy damper lever và damper head. Như các bạn đã biết, âm thanh nói chung được tạo ra bởi rung động. Đối với đàn piano thì rung động này được hệ thống chặn âm kiểm soát để khi damper head chặn vào dây đàn thì rung động ngắt.
đồng nghĩa âm thanh bị dừng lại. Để hiểu rõ hơn, các bạn hãy quan sát lại một lần nữa chuyển động của máy và tập trung thật kỹ vào phím đàn hammer head và damper head. Đấy, phím đàn nhấn xuống, hammer head lao vào dây, đồng thời damper head mở ra để âm thanh được phát. Và khi nhả phím đàn thì damper head chặn dây lại để ngưng âm thanh. Bây giờ tôi sẽ nói chi tiết về key, hệ thống phím đàn. Để chuyển động được trơn tru, key cần được cân bằng. Vì vậy, nó được nằm trên balance rails. Đây là balance rails. Balance rail. Và chuyển động trên balance key pin. Đây là balance key pin. Đầu này gọi là key back. Và đầu này gọi là key front. Guide pin hay còn gọi là front key pin giúp cho phím không bị lắc ngang. Key lead tạo trọng lượng cho phím. Hệ thống giảm âm của phím bao gồm punching clock. Đây là punching clock. Key back rail clock. Đây là key back rail clock. Key passing clock. Các bạn xem ảnh này sẽ cho ta nhìn thấy rõ hơn về key passing clock. Cụ thể đây là key front passing clock và đây là key balance passing clock. Định nghĩa về passing thì là dạ đệm để giảm ma sát, giảm tạp âm, thường được đặt tên kèm với bộ phận mà nó tương tác. Key front passing, key balance passing, flange passing, vân vân. Định nghĩa về punching thì punching là miếng dạ hoặc giấy tròn hình đồng xu có đột lỗ, thường được đặt tên kèm với bộ phận mà nó tương tác. Key front punching cloth, key balance punching cloth, key front punching paper, key balance punching paper, vân vân. Đây là action bông, tức là cái bu lông máy. Và đây là action bonus, tức là con ốc máy. Tôi nhắc lại. Đây là action bow, tức là con bu lông máy. Và đây là action bow nut, tức là con ốc máy. Hệ thống lò xo giúp máy đàn hồi nhanh gọi là spring, thường được đặt tên gắn với bộ phận mà nó tương tác. Ở đây bạn thấy sẽ có 3 cái spring. Một là jack spring. Đây là jack spring. Hai là butt spring. Đây. Và ba là damper lever spring. Các chi tiết máy như là weapon, jack, butt, damper lever muốn chuyển động lên xuống hoặc ra vào được thì phải nhờ vào một mặt đế gọi là flange. Cũng thường được đặt tên gắn với bộ phận mà nó tương tác. Đây là những cái flange. Đây là jack flange. Đây là weapon flange. Đây là butt flange. Và đây là damper flange. Capstan là những đầu trụ có thể xoay để chỉnh được. Capstan thì nó có hai dạng, đây là capstan screw, còn ở một số đàn thì nó là capstan button, nó to và đầu trụ nó dài hơn.
button là những cái nút cũng thường được gọi theo tên các bộ phận mà nó tương tác cùng. Đây là damper button. Đây là key balance button. Và đây là key back button. Một bộ phận mà ta cũng sẽ thường phải tương tác trong máy đàn piano đó là reel. Đây là chữ reel đây. R-A-I-L. Reel là những thanh dài thường được dùng để một bộ phận có nhiều chi tiết dựa vào hoặc đặt lên. Tên của nó thường được gắn cùng với tên bộ phận mà nó tương tác. Ví dụ đây là hammer reel. Thì là nơi mà cái hammer nó dựa vào, nó đặt lên đấy, thì gọi là hammer reel. Thế còn đây là balance, key balance reel. Cái này thiếu chữ key. Là nơi mà cái phím key này tựa vào, đặt lên. Đây, cái miếng xanh xanh này là key back reel cloth. Tức là cái miếng dạ mà nơi mà key back đặt lên. Đấy, main reel thì là cái thanh chính của máy. Đấy. Các bạn hiểu về định nghĩa của reel như vậy. Bây giờ thì tôi muốn các bạn ngồi ghi chép lại toàn bộ tên gọi của các bộ phận xuất hiện trong hình trên cùng với tên gọi của các bộ phận không có trong hình nhưng tôi đã giới thiệu trong bài học này. Những bộ phận nào tôi đã nói về định nghĩa và công dụng của nó thì các bạn cần phải ghi nhớ. Tôi xin nhắc lại, việc ghi nhớ tên các bộ phận bằng nguyên ngữ tiếng Anh là rất cần thiết và hữu ích. Điều này gần như bắt buộc. Nhưng các bạn không phải lo và không cần phải biết tiếng Anh. Các bạn chỉ cần ghi chép và ghi nhớ nó. Dần dần nó sẽ ở trong đầu các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau.